Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Đấu trường ma thuật đại chiến nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất nhá. Chúng ta sẽ có hai cốt mới thì mình sẽ cho anh em giới thiệu cho anh em luôn. Cốt đầu tiên là chúng ta sẽ có là mình sẽ nhập luôn nhá anh em. N5 này, Q26 gì nữa nhỉ? C4T 7U6Y đấy. Mắc kích hoạt vô hiệu, cái cốt này không dùng được anh em ạ. Có một số cái cốt nó không dùng được nữa rồi. SDMX thế thôi, mình chẳng cần lắm tại vì mình ra mình lật thẻ rồi anh em ạ. XVLX để mình thử nhập xem nhá. Nếu mà nhập được thì ngon, mà không nhập được thì chịu. 2R6Y hình như cũng không nhập được đâu anh em ạ. Cốt này được dùng rồi à? Cốt này dùng rồi anh em ạ. Như vậy là tôi không có cốt mới đâu anh em ơi. Tổng cộng chỉ có cả 10 cốt mà mình đã nhập hết rồi. Nhưng mà nó có một cái phần khác là phần chơi vui vui hơn. Đó chính là cái phần đấu trường ma thuật lật thẻ anh em ạ. Đây. Đây là phần đấu trường ma thuật lật thẻ bài. Yes, nhìn đẹp đấy, mình có 5 lần nữa. Tiếp mình sẽ gửi cho anh em cái link này nhá, để anh em cho tôi 2 lần nữa tôi lật thẻ nha anh em. Hy vọng tôi sẽ được thêm một cái con này nữa, yêu tinh gì nữa. Con gì đây? Rồng một vuốt à? Đây, rồng một vuốt đây nhá. Cái này thiếu 2 con, cái này thiếu 1 con, cái này thiếu 1 con. Có cốt nào? Con gì đây? Bọ chúa biến dị. Ôi no. No. No, Haga và Bakura còn chưa đủ anh em ạ. Ai đây? Bướm đêm khổng lồ. Holy shit. Holy shit. Bướm khổng lồ ở đâu đây? Chịu, không biết là vứt đâu luôn. Ai đây? Vua bí ngô. Ôi ôi, vua bí ngô đây nè. Rồng nguyên rủa và ác ma Lifer. Oh my god, như vậy tôi chỉ còn một lần lật thôi anh em ạ. Gì đây? Ôi ôi, ác ma Glyphor. Không ra được con này à, không ra được con yêu tinh này à. Khá đen đủi nhở. Mình nhận hết rồi. Mình nhận hết các cái sự kiện chia sẻ lượt rồi. Thêm 3 lượt, thêm 2 lượt, 5 lượt. Nhận lượt thêm 1 lượt nữa này. Lật luôn, mình cứ lật ở giữa thôi anh em ạ. Kỳ sĩ gái à. Đây ok, như vậy là chúng ta sẽ còn một cái con nữa ở trên này nữa. Của Zonochi nữa là sẽ xong. Có 3 cái được 2, được 3 rồi. Có 3 cái được 3 rồi, 2 cái được 2 rồi. Nhận quà ngon lắm ấy. Chưa thể nhận được nha. Ok. Game Boy, chúng ta sẽ xem có thể nhận được thêm cái quà gì từ ấy không? Từ trang Gosu không? Vote 5 sao, trao ngay quả xịn, báo danh ngay, có ngay. À có một cái code anh em ạ, có một cái code nữa để nhận ấy. Đây cho anh em xem luôn. Anh em hãy vào trang trang Gosu nha anh em. Đang anh em chắc là anh em phải quay lại thôi. Chắc anh em sẽ cần phải quay lại hoặc là làm nào đây, chạy về trang chủ xem, về trang chủ nhá. Xong anh em này. Ấn vào đâu nhỉ? Không phải, cái này không phải. Mình nhớ là vào trang kame.vn là nó sẽ có code cơ mà nhỉ. Xem thêm sự kiện này. Bình thường là ấn vào nó sẽ có code đấy. Nó sẽ hiện lên đây mà. Từ từ nhá, tôi đang nghiên cứu cái trang Kame này cái. Xem là chắc chắn là sẽ có thêm cái code gì đó dành cho tất cả. Không có à. Đấu trường ma thuật vote 5 sao. Không có rồi. Chơi game, nạp thẻ, tài khoản. Hôm qua là có mà nhỉ. Hôm qua là khi mình ấn vào là sẽ có quà dành cho mỗi người luôn ấy. Thần thú 3D. Vẫn không thấy á. Thôi ok, kệ thôi anh em ơi, không cần quan tâm đến cái đấy đâu. Chúng ta sẽ xem nào, quà nạp. Hay mình có nạp vào nhỉ? Anh em nạp thì anh em nên nạp cái thẻ tháng ấy. Đây này, nên nạp thì anh em đâu nhỉ? Cái này nó vẫn hơi lằng ngoằng, mình không rõ lắm. Nạp thì nạp cái thẻ tháng thôi, shop đặc quyền này.
phúc lợi ngày này, phúc lợi ngày nhận luôn anh em ạ. Phúc lợi tuần đâu nhở, quà VIP, quà miễn phí thẻ tháng này, chắc là mình sẽ mua cái thẻ tháng thường ấy, thì mỗi ngày anh em sẽ được thêm một cái thẻ chiều kim cương ở đây, khá là ngon, và 100 game liên tục nhận trong 30 ngày, hoặc là một cái quỹ trưởng thành. Quỹ trưởng thành rất là nhiều game nhá. Mình sẽ chơi thẻ tháng thường này, mình sẽ nạp vào đây đi anh em ơi. Đấu trường ma thuật này, chúng ta sẽ chơi cái thẻ đặc biệt là thẻ tháng. Thẻ tháng thường là 450 Gosu, thẻ tháng cao cấp là 900 Gosu, quỹ trưởng thành là 1800. 450 và cộng với 900 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1350. Trong 20 không đủ, mình nạp cái thẻ tháng. Cái này sẽ được bao nhiêu thẻ hồi thôi, được 6000 kim cương gấp đôi. Thẻ tháng thường anh em ạ, mình nghĩ là hợp lý nhất nhá. Thanh toán luôn. À, chưa chọn nhân vật anh em ơi. CM1 Yuji. Dĩ nhiên rồi. Có nhân vật ở đây. 450 Voskosu. Đã xong nha anh em. Chúng ta sẽ có thẻ tháng thường và mình sẽ nhận được một vài đấy. Quà trang bị cam này, cứ nhận đi đã. Quà thánh linh này, tâm nguyện ngày sau, quà sôi nổi, nhận hết. Quà cấp, nhận hết anh em. Ôi, được thêm một thằng kiếm sĩ lửa thiêng kìa, tay kiếm lửa thiêng kìa. Đẹp đấy. Nhờ. Ok, chúng ta đăng nhập server mới, cái này xong rồi này. Sự kiện chiêu mộ một lần anh em ạ. Tinh anh, hoàn trả tiêu phí, phúc lợi điểm danh. Rồi, chúng ta nhận thêm được một vài ký bù anh em ạ. Ký bù ngày hôm qua. Thủy tinh mảnh bậc 5, ngẫu nhiên có 2 mảnh mà giá 100 game, có nên mua không ta? Tôi sẽ chiêu mộ anh em ơi. Mình chiêu mộ con nào nhỉ? Khẩu súng bá vương nghe chừng là khỏe đấy. Khẩu súng bá vương xem nào. Chơi một lần này. Ui, toàn được thằng gì anh em ạ. Chiêu mộ 10 lần thì sẽ là, có thể sẽ ra được tướng đỏ anh em ơi. Khó phết nhờ. Tùy chọn nào. Thưởng sôi nổi, chiêu mộ 2 lần. Cái này tính sau đi anh em. Mình vừa mua cái thẻ tháng thì như nào. Quà nạp lần đầu. Mình chưa nạp kim cương à? Chưa nạp kim cương anh em ơi, kệ đi. Kệ tính sau. Quà VIP này. Quà VIP mua hai cái này với giá là có chỉ có 2 thôi. 288 các em thôi. Mình đang VIP mấy? Mình đang VIP 2 à? Chưa đến VIP 3 nhỉ? Nhận này. Rồi, thẻ tháng thường đây anh em ơi. Đấy. Ngày nào chẳng nhận được quà. Đúng không? Mình mua quỹ thưởng thường thành và mua thêm cái thẻ tháng cao cấp nó là ngon anh em nha. Đợi có lương đã. Phúc lợi tuần này, nhận hết. Có cái gì nhận hết để mở tướng anh em ạ. Tội gì mà không mở đúng không? Đi triệu hồi đây. Triệu hồi đây mình đang có. Ố, cái này không đủ này. Miễn phí. Đây không đủ nhỉ. Ôi, thẻ hạt rẻ. Tôi đang có 7 cái thẻ thôi anh em ạ. À, hình như mình có ở trong cái túi đồ mà hộp thư này. Nhận nhanh. Sao cái thẻ cái mình ít nhỉ? Cảm giác ít vãi đúng không? Thẻ bài bậc 4 ngẫu nhiên anh em ạ. Kỹ sĩ pháp sư, không biết thằng này có khỏe không nữa. Một con nữa nào. Đó chính là kỹ sĩ vệ binh, pháp sư và vệ binh anh em ạ. Đây là bậc 5. Cần 50 cái thẻ cơ thì mới được cơ. Holy boy. Túi đồ thì cũng chỉ thế này thôi. Bạn bè này, chắc là kết bạn nhiều lắm đây. Tôi xem phần bạn bè, thêm bạn này. Ui, yêu cầu kết bạn này. Ua, nhiều vãi đạn luôn anh em. Nhiều chứ nhờ. 28, cũng không nhiều lắm đâu. Cũng chỉ có vài người thôi anh em. Không quá nhiều lắm. Rồi chúng ta kết bạn xong. Mình sẽ đi triệu hồi được không nhỉ? Triệu hồi cái này thì triệu hồi giới hạn à? Triệu hồi giới hạn. Mình thích thằng nào thì mình triệu hồi thôi, đúng không? Chỉ cần 10 con là có thể triệu hồi được rồi. Mình thích rồng trắng mắt xanh lắm anh em ạ. Thích rồng mắt xanh tôi triệu hồi cái này. Đây là rồng đen kỵ sĩ Gaia phủ áo đen. Cái hai có vẻ ngon này, cái hai vẻ rất ngon luôn. Nhưng mà cái hệ này mình đã có tướng của hệ này chưa? Có triệu hồi Demon rồi. Thử nào.
Ui trời ơi, lại được con chồi đá quỷ. Wow, đen thế nhở, tôi lại được thêm một chồi đá quỷ nữa. Chồi tình bạn, chồi 10 lần. Tôi đang có khoảng bao nhiêu tiền tình bạn đây? 2000 à? 2000 tiền tình bạn luôn ạ. Thủ vệ khiêng chắn, phù thủy thời gian, đại kỹ sư pháp sư rồi. Con là 4 sao, ngư nhân truyền thuyết. Có ai đánh với con này không? Có ai đánh với con này không? Cho hỏi xem có ai đánh với con này không? Kỵ sĩ của bầu trời. Cho mấy con đấy lên 5 sao à? Úi trời, sao toàn cái con slam, con gì này? Toàn cái con gì trời cao cấp. Trời cao cấp thì xem là có tỷ lệ. Ui, tốn 1000 thì có thể triệu hồi chắc chắn là sẽ bài bậc 5. Ô, VIP 3 anh em ạ. VIP 3 tôi mới có triệu hồi được cái này. Chắc là tôi sẽ nạp vào để mua thêm cái VIP này cái nhờ. Nhưng mà trong tiền này tôi không đủ rồi. Đang hết sạch rồi. Tôi muốn mua cái thẻ, mua cái thẻ tháng anh em. Muốn mua cái thẻ tháng, máy chủ 1, máy chủ UZ. Thẻ đặc biệt đây. Thẻ tháng thường mua rồi. Mua thẻ tháng mua thêm cái quỹ trưởng thành nữa là ngon. Có thể lên được VIP anh em ơi. Làm sao để lên VIP 3 đây? Để mua kia đây. HP này. Cấp độ VIP là xem đâu nhỉ? Đây đúng không? Mua nào thêm 150 game nữa thì sẽ lên được VIP 3. 69k sẽ được khoảng 250 kim cương. 129k sẽ được khoảng 500 kim cương. Nhưng mà chỉ cần lên VIP 3 thôi để mua cái kia anh em ạ. 69 à. Tôi đang suy nghĩ xem nên mua cái gì. Và nghĩ mình sẽ nạp cái gói ấy, thì ngon hơn anh em ạ. Nhờ 129k này, quỹ trưởng thành 249k và sẽ nhận được khoảng 30.000 kim cương anh em ạ. Ngon vãi. Ngon vãi lều luôn. 22k. 69k sẽ được 3 cái thẻ à. Sẽ được 250 game. Cái này ngon hơn. Phúc lợi ngày 2. Nhưng mà nó không bán mấy cái này. Vấn đề là nó không bán mấy cái này, nó chỉ bán thẻ thôi. Chỉ bán thẻ nha. Tôi đang muốn triệu hồi ra thêm một cái con gì đấy. Dung hợp à? Dung hợp còn lâu. Ghép trang bị à? Có gui này. Có bang hội này. Nhiệm vụ này. Xem nhận được cái gì thì nhận thôi. 50.000 vàng luôn ạ. Được, cũng được. Thẻ bài này. Nâng cấp được không? Con triệu hồi demon này thì nó có chiêu kèm cái phản công anh em ạ. Cái này khá hay, con này tăng cơ ngon đấy chứ đúng không? Mở. Chậm rồi. Con này kèm phản công giống như thằng A anh em. Có vẻ là khá là châu chó. Duy trì hai hiệp phản công. Phản công khi bị tấn công có 25% xác suất đánh thường phản công người tấn công. Có 25% thôi, cũng không có nhiều lắm. Tỷ lệ hấp huyết cho bản thân. Con này không biết có nên lên không ta? Mình nghĩ mà không biết nó có lên cái tăng bậc này. Tăng bậc thì nó sẽ cần chính nó một con này. Dĩ nhiên là cần một con của nó này. Và thẻ bậc 5 hai con anh em ạ. Ok, đây thẻ bậc 5 đây. Thẻ bậc 5 có thể chọn một trong những con này thì nó sẽ lên được 6 sao. Chúng ta suy nghĩ xem như nào. Con này cũng có thể lên được này. Con này thì dùng phép bỏ qua 30% phòng ngự. Cứ cho phe địch cái này đánh con này đánh lan à. Bạo kích cho bản thân. Ôi mở. Ui được 5 game anh em ạ. Đột phá. Tôi đang suy nghĩ là xem nên cho con này 40 à. Con này 40 này. Cho nó mắc cấp đi. Ok, con này với con kiếm sĩ là cùng một hệ. Và cả với cái con triều hồi demon này nó cũng cùng một hệ luôn anh em ạ. Tôi chưa biết là sẽ đánh theo kiểu gì cho nó khỏe đây. Thế thôi, ok, đánh đi. Để tính sau nha anh em. Lực luôn triều hồi demon. Đây, nó con này level 100 à. Nó khỏe rồi là điều dĩ nhiên. Con này chắc là cũng không có là quá. Nhấn điểm cho auto anh em ạ. Mình không biết nên đánh con gì đây. Anh em có thể tư vấn mình cách chơi không? Con này thật sự hơi khó và mình chưa mở được quá nhiều con. Để mình mở xem con nào ngon để chơi anh em ạ. Cái thằng này là kiếm sĩ kìa. À hình như mình có thằng tay kiếm lửa thiêng nước gì ở trong
trong bộ bài sao nhỉ? Để tôi mở cho anh em xem. Thắng lợi này. Ok, như tôi có một cái con gì đó ở trong bộ bài hay sao ấy. Tốn này. Ơ, mình nhớ là có tay kiếm lửa thiêng hay tay kiếm lửa xanh gì cơ mà. Lửa đỏ hay gì cơ mà. Nó ở chỗ quái nào nhỉ? À, mảnh. Đây, tay kiếm lửa đỏ anh em ạ. Nó là 5 sao không? Bậc 4 ạ, con này chỉ bậc 4 thôi. Tay kiếm lửa thiêng anh em ạ. Wow, đẹp quét. Nhưng mà gây sát thương kèm dũng mãnh. Ok. Và tấn công một mục tiêu anh em ạ. Mình nghĩ nên tìm cái con nào mà tấn công nhiều mục tiêu ấy thì nó sẽ ngon hơn. Theo mình đoán là như vậy. Thẻ này. Tay kiếm lửa đen. Để được hai cái con. Gió. Được cái con khác có phải ngon không? Dùng trắng mắt xanh chẳng hạn, hoặc là con gì đấy. Dùng trắng mắt xanh là bậc đỏ đấy anh em ạ. Nên mình sẽ cố gắng chiêu mộ mắt xanh anh em. Đánh nhanh cái này nào. Đi khá xa là tốt rồi, đi hết khó bản, đi tất cả thứ. Mai nha, sáng mai là một tập mới nha. Tối nay làm thì có vẻ ngắn quá, gần quá. Ngày mai mình sẽ nạp thêm để làm cái thẻ tháng lên VIP 3 anh em ạ. Có thêm tướng mới tội gì nhờ. Đánh hết cái này đi á, nha. Nha, bỏ qua nhanh, cho nhanh. Con này lâu quá. Ơ, anh ơi, em muốn bỏ qua cho nhanh. Em muốn bỏ qua cho nhanh mà. Được rồi, đây là chương 4 của dòng đen mắt đỏ. Mình vẫn đánh được. Hoặc có kỵ sĩ Gaia này. Rồi những con đẹp thôi. Bao giờ tôi mới có mấy con đẹp đây. Holy boy. Ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.